Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Sát Tôn ngày 13 tháng 4 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Trong video này Sát em sẽ báo với anh chị là cái chảo góc vuông hai tay cầm mini loại dày hàng của Đài Loan Usta. Hiện tại chỉ còn có một thùng thôi, một thùng này là như là 20 cây. Loại này nó khác biệt so với những cái loại cảo mini ở thị trường là nó dày hơn gấp đôi, nó chịu lực tốt hơn, mọi thứ đều khác. Ngay cả con tán này nó là cũng chắc cú hơn, nó khó bị bung. Rồi về cái chất liệu của nó là gan đúc dày hơn so gấp đôi so với cái dòng thị trường. Rồi, cực kỳ đơn giản. Đối với cái cảo này thì công dụng của nó dùng để ghép góc vuông, và thường thì nó sử dụng trong cái việc là ghép những cái hộp gỗ nhỏ nó tiện dụng, hoặc là ghép thanh ba lết là tối đa. Còn ví dụ cái hàm mà nó to hơn nữa thì em đánh giá là không đủ lực. Còn về độ chuẩn của nó thì chuyên dùng cho ngành gỗ, không dùng cho ngành sắt. Bởi vì nếu mà dùng ngành sắt mà mình hàn á, nó sẽ bị giãn nở. Ngành sắt nó sẽ dùng cái là Eke có 500, nó sẽ chuẩn hơn mà nó đỡ bị hư. Còn cảo này chuyên dùng cho ngành gỗ, phù hợp nhất là làm hộp gỗ nhỏ hoặc là mình ghép góc vuông thanh ba lết. Bởi vì ngành gỗ nó có cái độ sai số rất là cao, mình không cần phải chuẩn một ly, nên là cái cảo này hoàn toàn phù hợp để sử dụng cho ngành gỗ. Thì sao em có cái đặc tính là có gì sẽ nói đó, mà anh chị cảm thấy phù hợp thì mình sẽ mua về. Rồi thì cảo này sắp em đang bán với giá là 100.000 đồng một cái, chưa bao gồm phí vận chuyển. Sơ giá cũ đó là 120, bây giờ là còn 100.000. Rồi còn còn 20 cái cuối cùng. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc là app Zalo số 0129 397 8258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 81, Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.